thực hiện nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, gọi tắt là chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum đã triển khai kịp thời giúp đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay để xây dựng nhà ở, chuyển đổi nghề, phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững. Lập gia đình từ năm 2018 và nhiều năm liền phải ở trong căn nhà tạm bợ. Giờ đây, ước nguyện có được căn nhà xây kiên cố của gia đình anh A Lê ở thôn Kon Hia Ba, xã Đắc Rơ Ông, huyện Tumarong đã trở thành hiện thực. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gia đình vay 40 triệu đồng theo Nghị định 28 của Chính phủ. Gia đình mượn thêm 40 triệu và bà con giúp thêm ngày công đã xây dựng căn nhà hơn 60m². Nhà cửa ổn định rồi thì hai vợ chồng sẽ cố gắng làm trong mì, trong nếu nhà nước cho vay vốn thêm thì em sẽ mua cây cà phê để trồng. Để sau này hai vợ chồng thoát nghèo thì sẽ ổn định hơn về. Nhiều năm liền nằm trong danh sách hộ nghèo, đầu năm 2023, chị Y Loan ở thôn Đắc Nu, xã Ngọc Tụ, huyện Đắc Tô được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 100 triệu đồng để chuyển đổi nghề. Từ số tiền vay được, chị đã mua 5 con bò, 1 con trâu để chăn nuôi. Đến nay, tổng đàn trâu bò đã phát triển lên 8 con. Trước đây thì tôi sống rất là nghèo, cho hộ nghèo. Thì bây giờ ngân hàng cho vay vốn để chăn nuôi trâu bò. Bây giờ gia đình sống thì đỡ hơn năm trước. Thì cường cảm ơn ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn đổ bây giờ thì cho thoát hộ nghèo. Theo Nghị định 28 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội được giao thực hiện 5 chương trình cho vay, gồm cho vay hỗ trợ đất ở, cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay hỗ trợ đất sản xuất chuyển đổi nghề, cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo đó, đối tượng vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo quy định trong từng thời kỳ. Doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. Thực hiện Nghị định 28, từ năm 2022 đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum đã triển khai cho vay được hơn 158 tỷ đồng với 3.465 lượt khách hàng vay vốn. Bước đầu qua kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội nhà ủy thác cũng như chính quyền địa phương thì các nguồn vốn được người dân sử dụng vốn vay đúng mục đích và bước đầu phát huy hiệu quả của nó. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung các nguồn lực và rà soát, phê duyệt kịp thời cái đối tượng thụ hưởng để làm cơ sở cho Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách, làm sao đáp ứng kịp thời và đầy đủ cái nhu cầu vay vốn của đối tượng thụ hưởng theo quy định. Sau một thời gian triển khai thực hiện Nghị định 28 của Chính phủ, nguồn vốn vay đã tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum có vốn để xây dựng nhà ở, phát triển thêm nhiều loại hình sinh kế, tạo nguồn thu nhập, tạo đòn bẩy để thoát nghèo bền vững. Qua đó, sẽ góp phần cùng chính quyền tỉnh Kon Tum thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đã đề ra.